Rồi nay em in một cái logo nhá trên lớp xe cao su. Để em có miếng cao su sẵn rồi. Đây. Này, thấy không? In cực kỳ là rõ nét nhá và sâu nữa. Cái này thì sẽ không bao giờ nó mòn được đâu. Rồi mình sẽ in ở cái vùng bên hông của cái lốp xe nha. Thì máy thì sẽ dùng máy cầm tay. Đó, cái bộ điều khiển nhiệt này. Mọi người cứ cắm điện khoảng 5 phút thì nó đủ nhiệt này. Đây là cái dòng nhiệt độ của logo. Đây là dòng mình nhiệt độ mình cài đặt. Và đây là cái logo nhá. Logo thì mọi người muốn làm thì cứ gửi cho mình cái hình thôi, mình sẽ tự thiết kế và làm ra một bộ hoàn chỉnh về cho mọi người. Đó, mọi người về chỉ việc cắm điện và in thôi. Đây, máy cầm tay đây nha. Rồi, video thì mình xin kết thúc đây nhé. Mọi người cần thì cứ liên hệ mình qua Zalo nhé. Số điện thoại mình sẽ để phần tiêu đề của video luôn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.